Nga ơi, có nhà không vậy? Ủa chị Bảy, không Ừ. nhìn ra luôn á nha. Bộ mới đi thẩm mỹ viện hút mỡ hay sao mà dáng mi nhon quá vậy? Đâu có đi thẩm mỹ thẩm miết gì đâu em. Thiệt không? Sao Thiệt. em thấy chị giảm cân hẳn đó nha? Có Ừ, bí quyết gì phải không? thì nghe nói uống trà Tam Diệp thế hệ 2 giảm cân nhanh lắm, nên chị dùng thử. Em thấy chị tập thể dục cũng nhiều mà chưa thấy xuống cân. Mới uống có vài hộp mà xuống cân thấy rõ Vậy em sẽ phải giảm cân bằng trà Tam Diệp thế hệ 2 để ông xã của em bất ngờ mới được, chứ không thôi để ông cứ phàn nàn là em mập hoài à. Ừ, trà Tam Diệp thế hệ 2 chế biến theo bài thuốc đông y, được làm từ 100% thiên nhiên, không sử dụng hương liệu, hóa chất, không gây tiêu chảy và được chứng nhận của Bộ Y tế hàng Việt Nam chất lượng cao nữa đó em. Em đi mua trà Tam Diệp thế hệ 2 liền đây. Nè, nhớ coi chừng hàng nhái đó nha, phải đúng trà Tam Diệp Hùng Phát thì mới có hiệu quả nha em. Dạ. Để tránh mua nhầm hàng giả, xin lưu ý trên sản phẩm